Arahato Anuttaro Dhammavaraṃ Sayi Dham Vibhute Ratanang Vani Tăng E Te Na Sát Che Na Suvati Ho Tu Khi Năng Buranang Na Quang Na Si Sampa Quang Virata Chiet Ta Yati Ke Va Quat Min Te Khi Na Bi Cha Vi Yurun Nhanda Nippan Te Thi Ra Yatha Yam Va Di Bo I Dham Vi Sang Khe Ratanang Bani tăng ê tê na sát chê na su va ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su va ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta li ta ta ga tăng đề và ma nu sa bu chi tăng tham mang a ma sa ma su va ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta le kê ta ta ga tăng đề và ma nu sa bu chi tăng sang căng na ma sa ma su va ti ho tu chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng hoan hỷ thành kinh nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp bất tử tối thượng ly dục diệt phiền não phần thân ca ni chim qua ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đấng thiền thệ được tri giả tam tang cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đá khi đôn chẳng xuống đất dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo thiên giảng tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc
trừ ba kiến sự, thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện cộng nghiệp, do vậy kinh tăng chung, là châu báo thù nhiều, mong với chân ngôn này, tu muôn hạnh phúng, bần thanh tu đà quần, dù thổ tâm và lỗi, bằng thân lời hay ý, cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh, do vậy chính tăng chung, là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúng, đừng thế tôn thiết giảng, pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lời anh chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi, vậy chính đức Phật là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúng, đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, diễn đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng, do Phật là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúng, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng, bậc ký chân niết bàn, do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này, tu hành muôn hạnh phúng, chung thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chỉ thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chưa thiên lỗi đảnh lễ và cúng dường, phóng với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúng, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc. Yani taputa ni sama gata ni puma ni waya ni wa antaleke sabbe wa puta sumana pawantu ako bisaka cang sunantu pasitang tatma hi puta ni sameta sambe tang karo tamano ya baca ya di wacara to caranti ye paling tat mahine kata apa mata yang kin ciwit tang wita wa urang wa sangge suwa yang rata panitang nano ati tatha kate nai dang ribu se rata nang panitang Hệ na sa chế na su wa ti ho tu kha yang vi ra gan na ma tăng ba ni tăng ya da cha ga sa ya mu ni sa ma hi to na te tham me na sa ma ti kinh chi đăng vi tham me ra ta năng ba ni tăng hệ te na sa chế na su wa ti ho tu yang bua ta se Bari wan na ji su chin sa ma ti ma nam ta ri ka nya ma hu sa ma ti na te na sa mo na we cha ti dang vi tham me ra ta nang ba ni tang e te na sa che na so wa ti ho tu ye bung ga la a ta sa tang ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ti nai ya Sugata
sa sa wa ca e te su din na ni ha pha la ni đang bị sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ye su ma yu ta ma na sa dan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba Ama tăng vi hay ga la ta mu ta niệp bu tinh buôn cha ma na y đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa dê na su va thi ho tu ya tinh đắc hi lô ba ta vinh si tô si ya cha tôm phi hoa tê phi a sam ba cam bi yô thu pa mang so bu ri yang wa ta mi yo ariya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa thi ho tu ye ariya sa cha ni vi pha wa yan ti gam pi ra ban ye na su de si ta ni kinh cha bi te hon ti phu ba ma ta na te pha hoa tham ma di dân thì đang bị sang kê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su thì ho ta ha hoa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha hoa thì sa ca ya đi thì vị chi kê tăng cha si la pha tăng hoa bị ya đa thì kinh chi cha tu ha pa ye pa mu to cha cha phi pa na ni a pa bo ca tung ni đam bi sang kê ra ta năng pa ni e te na sa che na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba đang bị sang kê ra ta năng ba ni tăng tê na sa chê na su wa ti ho tu wa na pa gum bê ya ta phu si tăng gê gìm ha na ma sê pa tam ma sinh gìm hê ta thu ba măng tham ma wa răng a đê sa di ni pa na ga minh ba ra măng hi ta ya y đăng ni phu tê ra ta năng ba ni tăng ê tê ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ma wa ran a di sa di đăng vi bu thế ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu khi bu ra năng na quan na ti sam pa quan vi ra ta che ta ya ti ke pa quan min te ki na bi cha vi trong đời chốn này hay nơi khác
cao cõi trời, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Phạm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thân ca mâu ni chứng pháp ấy công thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung, đệ tử đân thiền thể được khi giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng đường công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chẳng xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất động trước tam pháp tê gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng gô ta ma kheo thiên giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần dù thổ tâm phạm lỗi, bần thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lời in chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngạn cây trời. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng,
bậc ki chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Kính thưa lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày thứ sáu, 8 tháng 5 năm 2020. Chúng ta lại có một ngày nữa trong sinh hoạt đặc biệt mùa đại dịch Corona. Thưa quý vị, tuần lễ này là tuần lễ mà người Phật tử khắp năm châu đang tập trung để cử hành đại lễ khánh đản đánh dấu sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bên cạnh đó thì thưa vị, thế giới đang đứng trước sự phân vân giữa nỗ lực cố gắng để giảm thiểu sự lây lan đại dịch Corona bằng sự giãn cách xã hội hay là sự cách ly. Người ta thường cũng thường gọi là lệnh phong tỏa. Ở mặt khác thì người ta đang cố gắng để hồi sinh lại nền kinh tế đang bị trì trệ một cách nghiêm trọng. Câu hỏi mà mọi người đặt ra ở tại đây là chúng ta đang phải đối phó cùng lúc rất là nhiều sự nguy hiểm. Người ta không nói đến lưỡng đầu thọ địch, mà người ta nói có đến cả tứ bề thọ địch. Bởi vì ngoài bệnh dịch kinh tế thì thứ gì nó còn có một cái ảnh hưởng rất là tai hại, đó là sự khủng hoảng tinh thần. Những người bị thất nghiệp ở nhà cũng như người đi làm đều phải đối diện với những vấn đề khó khăn về mặt tâm lý. Hơn thế nữa là cái khả năng để cho những người trẻ hỗ trợ cho những vị cao niên ở trong nhà, cha mẹ, ông bà lớn tuổi, và cũng như chăm sóc cho con cái còn nhỏ, đặt mỗi người ở trong sự căng thẳng tột độ. Và một cái mặt khác mà người ta đối phó cũng vất vả không kém, đó là vấn đề chính trị. Ở tại Hoa Kỳ thì thưa quý vị, người ta đang bày tỏ cái sự bực bội qua những cái luật định của chính phủ về vấn đề mở rộng hay là giải tỏa sự ngăn cách trong xã hội. Thế nhưng vẫn còn có nhiều cái hạn chế, thí dụ như những yêu cầu về việc mang khẩu trang, hay hoặc giả là những cái quy định về số người có thể có mặt ở trong một nhà hàng hay một cơ sở thương mại, là vấn đề rất là đau đầu. Đau đầu của những người chủ, của nhân viên và kể cả khách hàng.
và kể cả cảnh sát, những người gìn giữ an ninh cho đám đông. Chỉ biết đôi khi nó từ sự khủng hoảng tâm lý bình thường nó trở nên bạo động, chết người. Và do vậy có thể nói rằng chưa có một giai đoạn nào ở trong lịch sử đương đại của nhân loại mà người ta phải đối phó với một lúc nhiều thứ vô cùng khổ sở như là đại dịch hiện nay. Khi đại dịch mới xuất hiện, người ta chỉ mường tượng đó là một đe dọa đối với sức khỏe, và người ta phải chịu ẩn nhẫn ở trong một vài tuần lễ. Nhưng mà rồi 3 tuần không đủ, 1 tháng không đủ, 2 tháng không đủ, và bây giờ người ta nói đến con số 18 tháng, 2 năm. Và chưa có ai thấy được có một cái giải pháp cuối đường, một giải pháp sau cùng mà khả dĩ có thể khai thông tất cả. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo loạt bài mà trong đó ghi lại những câu nói của Ngài Chân Cha về sự hành thiền. Và những câu nói này tuy rằng rất ngắn và không có liên tục, nhưng mỗi câu nói cho chúng ta một số các gợi ý, gợi ý hết sức là quan trọng cho sự thực hành. Và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, trước những xáo trộn về đời sống tinh thần, thì liệu rằng chúng ta có nên tự đưa ra cho mình một ý hướng, đó là tại sao những giờ rỗi rảnh ở nhà thay vì âu lo buồn bã, chúng ta có thể thực tập thiền định. Trước khi đi vào nội dung pháp thoại hôm nay, thì xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo. Kính cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú cái chân Chư tổ Minh Hạnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, một ở trong những điều làm cho chúng ta mệt mỏi đối với cuộc sống là chúng ta tìm cách để nhận diện, giải quyết các vấn đề khi mà có quá nhiều thứ linh tinh, lỉnh kỉnh, ngổn ngang.
Như thế này tương tự như là một số người trong chúng ta khi mà cố gắng đi vào giấc ngủ, chính làm thế nào để giữ sự an toàn cho mình, cho những người thân chung quanh. Chúng ta lại nghĩ đến làm thế nào mà có thể trở lại với công ăn việc làm khi mà lợi tức thì không thấy mà chi tiêu rất nhiều. Chúng ta cảm thấy lo âu vì một tương lai mà thế giới sẽ đi đến chỗ khủng hoảng về kinh tế. Cả một đất nước giàu có mà nạn thất nghiệp lên tới 15%. Và còn nhiều lý do khác nữa khiến cho chúng ta cảm thấy rằng mình không hiểu hết thế giới này. Thực ra thì khi mà chúng ta đọc lại những gì Đức Phật dạy ở trong kinh về sự tu tập nội tâm, và cũng như những gì mà anh Chan Chan ngày nói mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thì chúng ta thấy có một gợi ý quan trọng là mình nên phân định rõ cái đấy của những gì mình có thể lo lắng được và những gì không lo lắng được. Lấy ví dụ như là tại sao một người làm vườn mà họ hoàn toàn tự tin và thoải mái? Tại vì họ biết rõ rằng khi họ làm vườn thì nó có khu vực nhất định, có một loại cây cỏ nhất định mà họ trồng, hoặc là bông hoa, hoặc là rau trái, hoa màu phụ. Và cái sự phân rõ cái công việc làm đó thì nó làm cho người ta đỡ ngán đi. Khi mà chúng tôi vừa vào chùa, thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng thời đó đó, ở trong chùa Thiền Quang ở Long Thành đó, nơi mà chúng tôi ở đó, thì hay có cái chuyện là vì sa di tỳ kheo giới tử được giao cho công việc đi dọn cỏ và trồng khoai mì, khoai lang. Cứ tưởng tượng một miếng đất rộng mênh mông, mình là sức nhỏ, làm hoài không gì hết, cảm thấy rất là ngán ngẩm. Vì sau này có một vị đề nghị với sư cả Thiền Pháp là thay vì mọi người xúm nhau ra ngoài vườn để trồng trọt thì hãy chia lô, mỗi một người chịu trách nhiệm một khoảnh, và nếu mà mình cảm thấy làm đuối không nổi thì có thể nhờ những người khác giúp chột tay. Sau đó thì thứ vì công việc cảm thấy khỏe hơn và cảm thấy có kết quả nhiều hơn. Khi mình đứng trước một mảnh đất 20 công đất, mình thẳng cảm thấy làm hoài không hết. Nhưng đến buổi sáng được phân lô ra, nói chừng này mình sẽ làm, thì dù rằng nó hơi vất vả nhưng mà mình biết mình làm tới đâu. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta thường đặt mình vào trong một cái những cái trạng huống mà chúng ta nghĩ rằng công việc cứ làm hoài đó mà vậy giải quyết được chuyện gì hết. Và vì vậy một việc làm mà hành giả rất là cần trong sự thiền là tự quy định cho mình những cái giới hạn, mà ở trong cái giới hạn đó chúng ta dùng toàn tâm toàn ý để thực hành, hơn là nghĩ rằng chỉ việc tu mình là phải đi giải quyết tất cả mọi vấn đề của đời sống. Chúng tôi có một lần nghe một vị sư nói rằng nhiều người hành thiền tự vẽ vời cho mình một cái thế giới mong manh, mà trong thế giới đó mình bị chìm ngập, mình không biết đi đâu, về đâu và giải quyết thế nào. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật Ngài có dạy chúng ta là có những lằn ranh nhất định,
Và nếu chúng ta sẽ an tâm ở trong lòng tranh đó thì mọi chuyện khác sẽ ổn. Nó cũng là câu chuyện liên quan đến cái thái độ tinh thần mà chúng ta cần có ở trong thời đại dịch. Bây giờ thì trước khi chúng ta đi vào những lời dạy của Ngài Chân Cha với cái ý nghĩa của Pháp Thoại, xin mời quý Phật tử Hoan Hỷ giúp đọc cho một số các câu trích từ quyển Chẳng Có Ai Cả. Và xin mời của Nhật Quỳnh. Nam mô Phật Tha, xà thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Xích Quang Việt về Ngọc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được. Dạ, đạo tràng con nghe. Dạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu ạ. Quán chiếu trích từ Chẳng Có Ai, Nơ Anh Trinh Cha, do Tỳ Khu Khánh Hỷ chuyển dịch. Hành thiền tiếp theo 15. Khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có sự hiểu biết sâu xa như thế này, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn cũng có thể để cho chúng tự nhiên và mọi chuyện chỉ đến rồi đi thôi. Bạn sẽ đạt đến một nơi, tâm bạn sẽ biết phải làm gì. 16. Dính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là dao động, bất an. Bởi vì ít ra bạn còn muốn thoát khỏi dao động, trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và không tiến xa hơn. Khi hành thiền mà tâm an lạc, tĩnh lặng, thì hãy thản nhiên tiếp tục việc hành thiền mà đừng dính mắc vào chúng. 17. Hành thiền là quan sát tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì cả. Hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc. Thiên nhiên lo mọi chuyện của thiên nhiên. Việc của chúng ta là nỗ lực chánh niệm nhìn vào bên trong để ý thức một cách rõ ràng. Thiền là vậy. 18. Không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ lan bạc dao động. Tâm lan bạc dao động thì chẳng khác nào đã chết. Tự hỏi xem thử bạn có đủ thì giờ để hành thiền khi bạn sắp chết không? Hãy thường xuyên tự hỏi khi nào ta chết. Thực hành theo cách này, tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc. Ý thức luôn luôn có mặt và chánh niệm tự động theo sau. Trí tuệ phát sanh, nhìn thấy sự vật như thật và rất rõ ràng. Chánh niệm trong chừng, canh giữ tâm, giúp tâm biết được các cảm giác khởi sinh trong mọi lúc. Ngày cũng như đêm, có chánh niệm là có an tịnh, tĩnh lặng và tự chủ. 19. Điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc. Thứ hai là thận trọng, đề phòng các hành động sai. Thứ ba là phải ít mong cầu và biết đủ. Nếu tri túc trong lời nói và trong mọi chuyện thì sẽ thấy được chính mình. Tâm sẽ không còn lang thang vô định mà có căn bản giới định. Và 20. Đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến khi bạn đến một chỗ. Ở đó, dường như đi đến cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, dừng lại một chỗ cũng không đúng. Thế là chấm dứt. Không có dừng, không có đi, không có về. Thế là chấm dứt. Ngay chỗ đó bạn sẽ thấy chẳng có gì cả. 21.
Nên nhớ là bạn hành thiền không phải để đạt được một cái gì, cũng không phải để loại trừ một cái gì. Không phải hành thiền với tham ái mà với xả bỏ. Nếu bạn muốn điều gì thì bạn đã đi ra ngoài thiền. Nam Mô Bích Tha nhé. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi trở lại đạo tràng để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhé. Con kính dâng bích đến sư. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Ngài chuyên gia thường có những lời dạy rất là giản dị nhưng mà hết sức là dễ hiểu. Nhưng mà ở trong số các câu được trích từ lời dạy của ngày hôm nay thì thưa quý vị, có vài đoạn tương đối là khó hiểu. Chúng ta cần lắng tâm thanh tịnh để suy nghiệm về những điều này. Trong câu số 15, khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có sự hiểu biết sâu xa như thế này, thì bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn có thể để chúng tự nhiên. Và mọi việc chỉ đến rồi đi. Chỉ vậy thôi. Đến rồi đi thôi. Bạn sẽ đạt đến mục đích mà tâm bạn sẽ biết phải làm gì. Một điều mà trong đời sống của chúng ta thường tạo ra nhiều cái sự căng thẳng hay nghi hoặc là bởi vì chúng ta tự tạo cho mình một thế giới nó vượt tầm. Một thế giới mà chúng ta không có khả năng để quan sát hết. Ông bà chúng ta có cái chữ gọi là lo chuyện bao đồng. Chúng ta ngồi lo bò cắn răng. Chúng ta ngồi lo chuyện chính phủ này bị lật đổ, bị tổng thống kia đang bị hạ giật uy tín v.v. Có nhiều người suốt cuộc đời họ quan tâm và lo những việc, mà rồi sau cùng những việc đó nhìn lại thì họ lo cũng vậy và không lo cũng vậy. Đây là vấn đề mà nó đi ngược lại với người hành thiền. Người hành thiền hiểu được là ở trong cuộc sống muôn mặt, cuộc sống đa sự này, thì mỗi chúng ta có một cái lĩnh vực nào đó cần đặc biệt quan tâm. Ví dụ như là người ta nói rằng một ở trong những cái nguyên tắc của những người thành công mà mình được biết rất thành công đó là có tập trung, keep focus. Keep focus là gì? Là một người sống có tập trung vào công việc của họ, vào gia đình của họ, vào đời sống nội tại của họ. Khi mà mình có tập trung thì có nghĩa là mình có một cái quy định rõ là ở lĩnh vực nào, ở giới hạn nào chúng ta nên để tâm, nên giải quyết. Thay vì ngồi đó than vắn thở và dài chuyện của thiên hạ, chuyện đông đen tâm bắc, mà cuối cùng lại quên đi chuyện của chính mình. Một điểm rất là trái khoái của cuộc sống đó là thường chúng ta lo chuyện thế gian này, nhưng mà chúng ta ít lo chuyện nội tâm. Và một cái hệ lụy rõ ràng đó là chúng ta càng lo chuyện thế gian thì chúng ta càng rối, mà chúng ta càng quên đi
nội tâm của mình đó, thì chúng ta càng mất chân đứng. Bởi vì nói cho cùng, cuộc sống của mỗi người nó đều dựa trên cái tâm thái hay là cái tâm trạng của mỗi người. Một người họ có thể rất giỏi về nhiều chuyện, kinh ban kế thế đông tây nam bắc, nhưng mà họ thực sự không hiểu tại sao họ vui, không hiểu tại sao họ buồn, và họ nên làm gì để giảm thiểu những sự căng thẳng. Bà Ngài Cha Cha Ngài nói trong câu số 15 là: khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa, sau khi có nhiều kinh nghiệm, tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có thể hiểu biết sâu xa như thế này, thì bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn có thể để chúng tự nhiên, vòng chuyện đến rồi đi thôi. Bạn sẽ đạt đến một nơi mà tâm bạn sẽ biết phải làm gì. Ở đây quý vị có nhiều chuyện mà chúng ta tưởng là trời sập á, nhưng mà kỳ thực tất cả đều đến và đi. Một người có sống và có trải qua nhiều cái thăng trầm, chiều nổi của đời sống thì mới hiểu rằng tất cả nó chỉ là phản ảnh của trạng thái tâm thôi. Chúng ta quá đặt nặng một chuyện gì đó, chúng ta quá lo lắng về chuyện gì đó thì chúng ta khổ sở. Nhưng một khi mà chúng ta biết nhìn vào đời sống nội tâm của mình thì mình hiểu rằng tất cả những âu lo, những phiền lụy đó nó có đến có đi, lúc mạnh lúc yếu, và cái điều chính là chăm sóc cho nội tâm của mình. Thưa quý vị, cách đây khoảng hơn 40 năm, chúng tôi có tình cờ mua một quyển sách mà chúng tôi nhớ rất rõ là ở trong tiệm sách cũ sau cái đường Hàm Nghi, chỗ có cái bảng hiệu Singer, Mãi Mai, có cái một con phố bán nhiều quán sách cũ. Mà lần đó thì thật ra thì chúng tôi không có tiền, nhưng mà chúng thấy có một quyển sách có cái tên cũng bắt mắt là Luyện Tinh Thần, mà cái người dịch là cụ Hiến Lê. Cụ Hiến Lê là một người mà chúng tôi rất là quý, một học giả mà có cái tâm tương đối rất là khách quan ở trong cái nhận xét nhiều thứ, nên chúng tôi mua quyển sách đó. Và chúng tôi nhớ rằng vài ngày sau đó, vì một vài việc mà chúng tôi không có lật ra trang sách nào, cho đến khi chúng tôi đi học ở Vạn Hạnh đó, thì có thời giờ để rảnh rỗi mà nhớ lại là ở trong túi mình còn có quyển sách đó, chúng tôi mang ra đọc. Thấy trong quyển sách đó, tác giả là bà Dorothy Carnegie. Bà với ông chồng đã lập ra cái Carnegie Foundation như chúng ta biết. Và trong quyển sách này bà có nhiều cái đề nghị nói chuyện rất là thú vị. Thí dụ như là bà khuyên là đừng đông đưa với chiếc ghế xích đu của bạn. Nhưng chúng tôi nhớ có một cái tựa đề của một chương nói rằng bạn hãy trở về nhà và biết cái gì cần làm ở trong gia đình của bạn. Một ở trong những thái độ mà gọi là vững chãi của đời sống tinh thần là trở về lại với cái phạm vi mà tương đối là mình có cái khả năng hiểu nhiều nhất và mình có thể thay đổi được nhiều nhất. Thế đây Ngài Ajahn Chah Ngài khuyên đó, những người mới đến hành thiền thường là họ lo âu rất nhiều, không biết khi nào mình chết, mình chết rồi sanh về đâu, không biết là vị thiền sư của mình thế nào, không biết Phật giáo thế nào, Phật giáo sẽ đi về đâu, chùa chiền đi về đâu, vân vân. Mình đặt rất nhiều vấn đề. Nhưng mà nói cho cùng thì đó nó không có chuyện gì để cho một người hành thiền phải quan tâm. Mà người hành thiền quan tâm đó là
vào tâm của mình. Tiến vào tâm của mình là một chuyện rất là khó để hiểu. Cũng giống như là nhiều năm về trước có một cuốn phim gọi là Kung Fu Panda. Ở trong quyển Kung Fu Panda đó có một chúng ta không gọi là một nhân vật, nhưng mà đại khái giống giống như một nhân vật, đó là Ô Quy đạo trưởng. Ở trong cái nhân vật hoạt hình này đó, họ vẽ hình một con rùa rất chậm rãi, rất ung dung và rất là minh triết. Trong cái lời thoại của Ô Quy đạo trưởng đối với gấu trúc panda, gấu trúc con gấu trúc con gọi là con Po á, và ngay cả sư phụ thầy của gấu trúc đó, thì như gấu trúc vào trong ngọc điện mà cảm thấy mình bị hất hủi, cảm thấy cái vai trò của một thiên long dũng sĩ nó không xứng với mình, cảm thấy muốn bỏ cuộc, cảm thấy muốn trở về lại với cái chuyện mà mình bán mì cùng với dưỡng phụ của mình để độ Nhật. Những điều đó làm cho gấu trúc là rối, và gấu trúc đã đi đến một cái đào, là vì cái thói quen cố hữu là khi mà có nhiều sự lo âu buồn bã thất vọng thì ăn rất là nhiều, ăn ngồm ngoàm nhắc vào trong miệng đầy những trái đào. Và Ui đạo trưởng xuất hiện. Ui hỏi tại sao con lại buồn bã như vậy, thì gấu trúc nó đâu có gì đâu buồn, nó là thấy con ăn ngồm ngoàm đó là dấu hiệu của một người ưu sầu. Thì gấu trúc nhận ra mình đang rất buồn. Và Ui đạo trưởng hỏi tại sao con buồn, thì gấu trúc mới kể rằng mình được do một sự tình cờ, do một sự ngẫu nhiên mà chọn làm thiên long dũng sĩ. Và rồi bây giờ mới khám phá ra rằng ở đây không ai ưa mình hết, không ai thích mình hết, mình là một con chó ghẻ, tất cả mọi người đều muốn ruồng rẫy mình và muốn bỏ cuộc, muốn trở về bán mì. Thế trong lời thoại đó, và thưa quý vị, Ui lão trưởng nói một câu như vậy: bỏ cuộc hay là không bỏ cuộc, bán mì hay là không bán mì, cái chuyện đó nó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là con có lòng tin hay không. Cái đó rất là quan trọng. Một người sống, thưa quý vị, mà họ có cái lòng tin vào cái gì họ đang làm thì người đó là đại phước. Chưa có một người mà làm thành công một điều gì mà người đó không có lòng tin ở họ làm. Kể cả chuyện đơn giản là chúng tôi đang nói chuyện với quý vị, nhưng mà chúng tôi không hiểu rõ những gì chúng tôi đang nói, và chúng tôi không tin những điều đó chúng tôi nói được. Quý vị nấu ăn, mà một người nấu ăn mà trong lòng mà cứ ngờ ngợ không biết là mình làm có được hay không, cũng làm được. Một người lái xe mà không có niềm tin thì chắc. Cái niềm tin rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là nó xác lập cho chúng ta biết rõ cái phạm vi nào, cái ranh phận nào mà chúng ta nên tập trung. Không có một người nào làm được một việc gì mà không có keep focus, không có tập trung. Mà muốn tập trung thì mình phải có, mình có một cái phạm vi cố định nào đó. Thì Ngài Chân Trang Ngài chia sẻ rằng rất nhiều năm Ngài không có tu thiền tiến bộ là bởi vì Ngài không tin vào đời sống nội tâm. Khi mà Ngài có thái độ đời sống nội tâm rồi,
thì những thứ khác nó không có quan trọng. Nó không có quan trọng. Mà Ngài luôn luôn tự hỏi rằng, ở trong những trạng huống như vậy, ở trong những hoàn cảnh như vậy, tâm của Ngài như thế nào? Ngài lắng nghe chính nội tâm của mình. Và sau khi lắng nghe thì Ngài hiểu rằng, tất cả những biến cố, tất cả những thăng trầm, tất cả những đổi dời, nó đều đến và đi, sanh và diệt. Và Ngài chỉ lắng lặng quan sát. Có lần Ngài nói rằng, giống như một cái hồ ở trong rừng, và những con vật đó đến cái hồ để uống nước. Khi nó uống nước thì mặt hồ khuấy động, nhưng mà rồi thú đi rồi, những con thú đi rồi thì mặt hồ trở lại với tĩnh lặng. Thì chúng ta phải có niềm tin chứ. Đại dịch đang hoành hành, bao nhiêu là những tin tức xấu mình nghe mỗi ngày, nào là thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng một cách tăng tốc chóng mặt, nào là ở cái phân hóa về chính trị, nào là cái chuyển ảnh về khủng hoảng kinh tế, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn thấy vào trong nội tâm của mình, tất cả những sự vật đó nó sẽ đến và đi. Năm 1975, nhiều người ở miền Nam Việt Nam xem như là bầu trời sụp đổ. Có những người cả cuộc đời gây dựng sự nghiệp rồi bỏ tất cả ra đi. Có những người từ một người có địa vị, có chức quyền, rồi phải cắn trai làm lại từ đầu ở tại cái vùng đất tạm cư này. Nghe những chuyện đó rất là lớn chuyện đó. Nhưng mà rồi sao chứ? Rồi tất cả đâu cũng vào đó thôi. Chúng ta không tin vào số mệnh, nhưng mà chúng ta tin vào đời sống nội tâm của mình. Câu chuyện ngày xưa, chúng ta nghe Tô Tần là một thuyết khách đời Chiến Quốc. Có lúc mà bất đắc chí, Tô Tần không biết làm gì, mà người vợ đến an ủi, thì Tô Tần đã thè lưỡi ra hỏi rằng, hiền nội có thấy ta còn có cái lưỡi không? Thì người vợ nói rằng có. Thì Tô Tần nói rằng như vậy là còn sống. Tô Tần là một thuyết khách, không tin vào miệng lưỡi của mình thì tin vào cái gì? Nhưng mà phải tin vào cái bốn chút rất là quan trọng. Rất quan trọng là đời sống của chúng ta. Có nhiều người khi mà đi hành thiền đó, họ quan trọng rất là nhiều. Họ quan trọng cái am thất mà họ ở, quan trọng cái tọa cụ mà họ ngồi, quan trọng quần áo họ ngồi, họ mặc, vân vân. Họ quan trọng rất là nhiều thứ. Nhưng một cái người mà thực sự mà hiểu về chánh niệm đó, là họ quan trọng là khi họ ngồi xuống là họ làm gì với hơi thở, họ làm gì với nội tâm của họ thì mới quan trọng. Còn những thứ khác nó không có quan trọng. Ở trong câu tiếp theo, thưa quý vị, Ngài Trên Sa Ngài nói như vậy: dính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn người dao động bất an. Bởi ít ra bạn còn muốn thoát khỏi dao động, trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và cũng tiến xa hơn. Khi hành thiền mà tâm an lạc tĩnh lặng thì hãy thản nhiên tiếp tục hành thiền, đừng dính mắc vào chúng. Đây là một cái bẫy rất lớn của nhiều người trong chúng ta. Nó tương tự như một người làm được chuyện gì đó mà nó khá một chút có người khen, mà từ chỗ khen đó họ tự mãn, họ cảm thấy như vậy là đủ và họ dậm chân ở đó. Thật ra có nhiều người họ xem cái sự an tĩnh hay là sự an lạc đó là cái lý tưởng của đời sống. Thật ra hành thiền không phải để an lạc. Người nào mà nói rằng hành thiền để có đời sống an lạc á, thì thật ra người đó họ chưa có hiểu hành thiền là gì. Một người hành thiền là không có để dính mắc vào đó. Ở trong thiền ngữ người ta gọi là vô sở trụ. Dạ, vô sở trụ là không để cho mình bị kẹt lại, bị cột lại vào một trạng thái. Nhưng Ngài Sanh Cha ở đây Ngài nói rằng cái sự dao động á, có vậy mà nó ít làm cho chúng ta kẹt hơn là sự tĩnh lặng. Cái sự dao động á, ít nhất nó còn cho chúng ta một cái ý hướng là tìm cách vượt thoát. Đâu ai thích dao động, đâu ai thích đời sống bất ổn, thì mình tìm cách giải quyết. Nhưng mà cái đời sống mà êm ái, tĩnh lặng, nhẹ nhàng thì nó ru ngủ. Và trong sự ru ngủ đó, nếu mà cái hệ lụy nhỏ nhất là sự muội lực của tâm,
cái tâm nó không còn bén nhạy nữa. Điều tệ nhất là mình dậm chân một chỗ không đi đâu hết. Cuộc sống này nói cho cùng thì ai cũng mơ ước có một thế giới bình an. Nhưng mà khi mà chúng ta mơ ước cái thế giới bình an đó, là thật sự chúng ta rất ngây thơ, bởi vì nó không có một quãng đời nào trong cuộc sống của chúng ta mà thực sự bình an hết. Dục an tắc an, bây giờ muốn an thì an bây giờ. Và nếu mà mình mơ về một cái thế giới bình an đó, thì chúng ta cũng biểu về bình an, tại vì cuộc sống nó là như vậy. Thì chúng ta luôn luôn bị đe dọa bởi sức khỏe, bởi tuổi già, bởi những biến động của thời cuộc, bởi trăm muôn ngàn thứ, ở trong cũng có, ngoài cũng có. Mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ mơ về một thế giới nào đó mà mình thu gọn và bình an, thì ra không có cái chuyện đó, hoàn toàn không bao giờ có chuyện đó. Thật ra với một người hành thiền đó, thì thấy rằng cái sự tĩnh lặng á, coi vậy mà nó nguy hiểm hơn là sự dao động. Ở đây thì ngài nói rõ rằng sự dao động đó nó còn tạo cho chúng ta một cái ý muốn là vượt thoát, nhưng mà cái sự an lạc, cái sự tĩnh lặng đó thì nó sẽ ru ngủ, nó sẽ làm rõ chúng ta về côn lục, và cuối cùng chúng ta sẽ bị chìm, bị nhận chìm ở trong sự an lạc giả tạo của mình. Ở trong câu số 17, hành thiền là quán sát tâm và có cảm giác của tâm. Hành thiền là quán sát tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì cả. Hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc. Thiên nhiên, lo mọi chuyện của thiên nhiên. Việc của chúng ta khuôn tập chánh niệm, nhìn vào bên trong để ý thức một cách rõ ràng. Thiền là vậy. Ở đây ngài muốn nói đến cái mà chúng ta gọi là thế nào là chánh niệm thật sự. Chánh niệm có nghĩa là quán sát trạng thái của nội tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo và hay tranh đấu hay vật lộn với chính mình. Thật ra thì đây là một cái bài học mà tất cả những thiền sinh nào ở trong giai đoạn sơ đẳng đều gặp phải, là chúng ta thường có cái thái độ ra lệnh với mình. Mình phải thế này, mình phải thế kia. Ngài Chân Cha, ngài cũng có một lần ngài nói rằng nếu mà bạn có thể ra lệnh cho bạn được á, thì bạn đã thành Phật rồi. Mình ra lệnh đừng tham nữa, đừng có sân nữa, đừng có lo âu nữa, đừng có buồn nữa. Nhưng mình không thể ra lệnh được. Mình không thể ra lệnh cho chính mình được, nhưng mà mình có thể quan sát nó được. Và cái sự quan sát đó tự nó có khả năng chuyển hóa. Cái quan sát là chánh niệm. Và hai cái điều này là một điều rất là khác biệt giữa cái quan niệm thường thức. Người ta nghĩ rằng chánh tu thiền có nghĩa là o ép, có nghĩa là như là chế ngự, nghĩa là cột trói cái tâm. Những từ định nó nghe rất là mạnh mẽ, nhưng mà thật sự nó không phải cái yếu tính của thiền. Yếu tính của chánh niệm là lặng lặng quan sát và để thiên nhiên làm công việc của thiên nhiên, để tự nhiên làm việc của tự nhiên. Mình không có can thiệp vào hơi thở thì mình vẫn thở, mà mình vẫn thở ra, vẫn thở vào. Mình không cần phải biểu mình thở đi, hơi thở dài, thở ngắn. Công việc mình không phải là mình điều khiển hơi thở, mà công việc là lắng lặng nhìn vào hơi thở. Thứ gì mình nói rằng hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc. Chúng ta nên nhớ một điều rằng dù mình có can thiệp vào hay không can thiệp thì hơi thở nó vẫn ra vẫn vào, và chúng ta cứ tin tưởng như vậy. Không có lý do gì mà mình bắt nó phải thở kiểu này hay thở kiểu kia, mà chỉ lắng lặng như. Và do vậy không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì hay là vật lộn gì với điều đó. Cái khổ của chúng ta thường là khi mà chúng ta đề cập đến thiền, đến chánh niệm đó, thì chúng ta hay đưa ra một cái nguyên tắc. Và cái nguyên tắc này mới nghe thì rất là hay, ví dụ như mình phải tự chủ, tự chế vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta làm đảo lộn sự tự nhiên. Tại vì sao vậy? Cái công việc của một người gác cổng không phải là xử lý khách ra vào,
Cái việc từ gác cổng là chỉ là quan sát toàn lại biết là ai vào, ai ra. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ phải là người ta vào đó mình thấy người đó ăn mặc sang trọng, có vẻ quý phái rồi mình nên giải quyết cái này hay mình xử lý cái kia, phải khiến người xử lý là việc của người khác. Cứ người gác cổng chỉ đơn thuần là gác cổng thôi, chánh niệm lên như vậy. Ở trong câu số 18 này nói rằng không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ loang mạc dao động. Tâm loang dao động thì chẳng khác nào đã chết. Còn tự hỏi bạn thử xem chữ vì chờ chúng tôi một chút xíu. Hello sư. Hello sư. Dạ, quý vị có nghe được chúng tôi không vậy? Dạ. Câu hỏi mà ở trong câu số 18 ấy, nghe nói là hãy thường xuyên tự hỏi khi nào ta chết. Thực hành theo cách này, tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc, ý thức luôn luôn có mặt, và chánh đợi và chánh niệm tự động theo sau, trí tuệ phát sanh. Nhìn thấy sự vật như thực và rất rõ ràng. Chánh niệm trong chừng, canh giữ tâm, giúp tâm biết được cảm giác khởi sinh trong mọi lúc, ngày cũng như đêm. Có chánh niệm và có an tịnh, tĩnh lặng và tự chủ. Một lần nữa thì ở trong câu này để khuyên chúng ta là khi mà mình làm việc tới bốn chốt đó, là mình có để tâm. Chúng tôi hồi nãy có nhắc đến cụ Hiến Lê. Cụ Hiến Lê cũng một bài viết mà chúng tôi cũng không nhớ là ở trong quyển sách nào, nhưng mà hồi nhỏ chúng tôi đọc có, cụ có nói rằng có những bà mẹ thương con rất nhiều, và khi gả con gái về nhà chồng đó thì bà mẹ có trăm điều để dặn con mình: con nhớ thế này, đừng làm thế kia, mà càng nhắc thì càng làm cho đứa con mình nó rối trí. Và có một bà mẹ chỉ nhắc đứa con một câu thôi. Nói con lớn rồi. Bây giờ con về bên nhà chồng là chỗ xa lạ. Con nên sống có ý tứ. Làm việc gì có ý tứ. Thì con coi đó là một cái lời dạy rất cô động. Nhưng mà rất là lời lạc. Tại vì có nhiều điều mình không có nhớ đâu. Dặn là phải quét nhà như thế nào, ví dụ như khách đang ngồi thì mình không quét nhà, phải nấu nước thế nào, khách đến nhà thì đồ đừng nấu nguyên bình nước đầy, mà chỉ nấu ít nước cho nó sôi rồi pha trà trước. Hay hoặc giả là nếu có con thì đừng có la rầy con khi mà có khách, có hàng xóm đến thăm chẳng hạn, mà cứ đem từ điều ra mà nói hoài thì con nó không nhớ. Nhưng nếu một bà mẹ trên ý thì chỉ nói với con rằng điều quan trọng của người sống có ý tứ. Dạ, có ý tứ là mình làm việc ấy, mình có để tâm ở đó. Mình làm việc này mà cứ lo việc khác, làm việc này mà nghĩ việc kia, thì thứ gì mình làm hỏng thì cái mà mình đang làm. Thì cái chuyện mà cụ nói là bà mẹ mà khuyên đứa con là làm bất cứ việc gì cũng phải có ý tứ đó. Nó giống như trường hợp mà ở đây Ngài nói về chánh niệm vậy. Khi mà chúng ta sống mà có cái ý thức được cái gì mình đang làm, để tâm đang làm, thì tương đối là chúng ta sẽ làm tốt hơn.
cái sở dứt của một người mà làm việc gì đó mà để tâm đâu đâu, làm việc sống ở đây mà để tâm ở nơi nào, thì thứ gì cái cuộc sống đó như ngài nói rằng sống gì chết rồi. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài gọi rằng không phóng vật không chết mà phóng vật như chết rồi, thì nó cũng tương tự như cô nói. Cái ý nghĩa mà chúng ta đang nói tại đây là hãy mình có ý thức, tức là mình có để tâm hướng sự chú ý của mình vào cái gì đang xảy ra thì là mình có hiện hữu. Chẳng những mình có hiện hữu mà mình biết được cái nhân quả của vấn đề, chẳng những như vậy mà chúng ta khi gói ghém tâm tư của mình ở đó, thì cái đó nó là một cái lợi lạc rất là lớn. Ở trong câu số 19, thưa quý vị, điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc. Thứ hai là thận trọng, đề phòng các hành động sai. Thứ ba là ít mong cầu và biết đủ. Nếu biết tri túc trong lời nói và trong mọi chuyện thì sẽ thấy được chính mình. Tâm sẽ không còn lang thang vô định và có căn bản với đường tuệ. Câu nói này không có dài, nhưng mà thật sự ở trong chứa đựng rất là nhiều. Một người thành thật nghiêm túc là không phải làm để mình chơi. Nếu mà chúng ta làm việc gì đó mà làm không có nghiêm túc thì rốt cuộc rồi mình cũng là phí thì giờ, phí tiền bạc, kể cả phí cái thì giờ của những người xung quanh mình. Tại vì chúng ta làm việc đó nghiêm túc, gọi làm cho có làm. Và trong sự nghiêm túc đó thì chúng ta phải ý thức là cái gì mà mình làm sai. Và điều thứ ba đó là ít mong cầu và trí túc. Ở đây thưa quý vị, một thứ mà nó làm cho chúng ta bị suy nhược về tinh thần, đó là một lúc mà chúng ta muốn quá nhiều thứ. Mình để ý một điều đó là một người mà họ luôn luôn lăng xăng muốn nhiều thứ thì không có tập trung được. Và thiếu khả năng tập trung đó thì ít có cái nào mà nó đi đến cái chỗ ảo diệu, đi chỗ tốt được. Có bao giờ mình thấy một đứa trẻ mà đi học mà lại thích coi thể thao, thích đi xe xua với bạn bè, thích những cái máy móc điện tử, trò chơi điện tử, thích tụ năm tụ ba. Mỗi người chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Chừng đó năng lực của thân, năng lực của tâm, mà chúng ta chia ra 10, 20, 30 cái sở thích khác nhau thì bảo rằng mình làm việc đó mà nó đạt được kết quả, chuyện rất là lạ, thưa quý vị. Thì một cái nguyên tắc nó như là một cái bí quyết đó, là để phát triển cái định tâm chúng ta giảm thiểu lại. Một cái người mà họ muốn nhiều quá, cái gì cũng như muốn hết thì thường là không có cái gì đến đâu hết. Tại vì sao vậy? Cái tâm chúng ta nó bị phân tán. Ở đây ngài khuyên là chúng ta nên biết đủ. Ở trong câu 20, thoạt đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến khi bạn đến một chỗ, ở đó dường như đi đó đúng, đi lui cũng không đúng, dừng lại cũng không, một chỗ không đúng. Thế là chấm dứt, chẳng có dừng, chẳng có đi, chẳng có về. Thế là chấm dứt, ngay chỗ đó bạn sẽ thấy chẳng có gì cả. Câu nói này không phải dễ để tiêu hóa được. Nhưng mà chúng tôi lấy một cái ví dụ. Là một người mới vào trong chùa để tu. Tại vì chùa là một bối cảnh mới. Người đó luôn luôn lăng xăng, muốn làm cái này, không muốn làm cái kia.
mà làm cái gì cũng có vẻ khẩn trương, làm cái gì cũng muốn cho sớm xong việc. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình đã sống ở trong chùa lâu rồi thì mình hiểu một chuyện như vậy. Mình nói rằng mình làm mà không xong việc cũng không phải, mà làm để cho xong việc cũng không phải, mà làm mà vội vã cũng không phải. Bản thân của chúng tôi làm trụ trì á, chúng tôi biết công việc của chùa đó là công việc của cái gì mình làm hoài không hết. Có bao giờ mình làm việc chùa là mình nói ồ mình chỉ làm chuyện đó là đủ đâu, từ cái việc sinh hoạt cho đến bảo trì cho đến bao nhiêu thứ. Nhưng mà mình không có nghĩa là vì vậy mình không làm, thì cũng làm đó, nhưng mà nó phải thái độ là lúc nào cũng vội vã khẩn trương. Thí dụ là thỉnh thoảng chúng tôi có gặp một vài vị đến làm cái thư viện hay là làm cái vườn hay làm gì đó, là muốn làm sao mà làm để cho xong mọi việc, làm để hoàn tất mọi việc càng sớm càng tốt. Để làm gì? Để sao có bài ra chuyện khác, rồi bài ra chuyện khác, rồi bài ra chuyện khác. Thật cuộc sống của chúng ta đôi khi, thưa quý vị, chúng ta mới bắt đầu làm việc gì đó, thường là chúng ta có một cái thái độ hoặc là vội vã, khẩn trương mệt mỏi rồi không làm. Và cái không làm đó làm cho chúng ta buồn nản. Người hành thiền không phải như vậy. Người hành thiền á thì hiểu rằng mình sống ở trong mỗi thời khắc, nhưng mà mình không có cái thái độ khẩn trương là phải hoàn tất, làm sao để hoàn tất cái gì. Hoàn tất cái gì? Nó đơn giản là một chuyện là thân và tâm giống như một dòng sông cuộn chảy, mà không có cái chuyện mà dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình chẳng đứng cái dòng sông, mình không chẳng đứng dòng sông được. Mình chỉ lặng lặng quan sát. Herman Hesse đã viết ra quyển Siddhartha mà Ni Sư Trí Hải dịch, Phùng Khánh Phục Thăng dịch là câu chuyện dòng sông. Ở trong đó họ nói là một cái tâm trạng rất là thú vị của hai người. Một người rất là lợi căn, rất là thông minh, là Tất Đạt. Và một người khác là bạn đồng sông với Tất Đạt là Thiện Hữu. Hai người có hai cái con đường đi. Tất Đạt thì đi từ đời vô đạo, đạo ra đời. Rồi Thiện Hữu thì lại gần với ông lái đò và sớm học được cái cách lắng lặng nhìn nhục sông. Rõ ràng là cuộc sống của chúng ta đó, phần lớn giống như Tất Đạt, là chúng ta cố gắng lao mình xuống, chụp giật, làm thứ này làm thứ kia. Nhưng mà rồi sao? Cuộc sống nó là một dòng sông, nó luôn luôn cuộn chảy, nó luôn luôn đi tới. Chúng ta làm chậm cũng không được, chúng ta làm nhanh cũng không được. Nó như vậy thì nó là như vậy đó. Nên chi ngài khuyên chúng ta ở đây là nó không phải là mình nói chuyện mình đi tới hay là mình đi lui, mình phải vội vã, mình dừng lại. Ở đây nó không có chuyện dừng lại, đi tới, đi lui, mà đơn giản là lặng lặng quan sát. Và câu sau cùng là nên nhớ rằng bạn hành thiền không phải là đạt được một cái gì, và cũng không phải để loại trừ một cái gì. Không phải hành thiền với tham ái mà với xả bỏ. Nếu bạn muốn điều gì thì bạn đã đi ra ngoài thiền. Lời khuyên này thì thật ra rất là khó hiểu, thưa quý vị. Tất cả chúng ta đều mong mỏi rằng mình làm một cái gì đó để đạt được cái gì đó. Không đạt được cái này thì phải bỏ cái kia. Thì tương tự như là một cái người sống ở đời mà luôn luôn là muốn mình phải thương người này, phải thù người kia. Nó có cần thiết vậy không? Mình ở trong một căn nhà, hàng xóm xung quanh
đâu cần nhất thiết mình phải thương hay phải ghét họ. Hàng sống là hàng sống thôi. Có nhiều người đó, có cái tật là muốn có thái độ với mọi người. Không bạn thì là thù, không thù là bạn. Yeah. Không thù phải là bạn, mà không bạn phải là thù. Nó không cần thiết như vậy. Thì khi một người hành thiền mà luôn luôn muốn mình phải đạt cái gì đó, ngồi niệm hơi thở, lắng nhìn, nhìn vào hơi thở, hoặc giả là quan sát bước chân khi đi kinh hành, hoặc quan sát cảm thọ. Nhưng đằng sau đó chúng ta mong mỏi là mình làm vậy mình phải được cái gì? Được cảm, được pháp hỷ, được cái sự định tâm, được sự nhẹ nhàng, được này, được cái kia. Cái ý muốn mà muốn đạt được cái gì đó do chánh niệm đó, thì nó là không đi chánh niệm. Nó đơn giản chỉ là quan sát và quan sát. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong pháp thoại ngày hôm nay, trong những câu nói của Ngài Sancha liên quan đến hành thiền. Bây giờ thì tiếp theo chương trình thì sẽ để thỉnh đại đức đại tri Sư Nguyên Thông mỗi vị tụng cho một biến kinh Phạn ngữ. Nếu mà được thì xin thầy Liên Quang Hỷ tụng tiếng Phạn và Sư Nguyên Thông tụng tiếng Việt. Và sau đó chúng tôi trở lại với một vài cái ý nghĩa liên quan tới kinh Ratana Sutta và một vài thông tin nhân cái mùa đại dịch Corona này. Kính lễ thầy Nguyễn Thông chào quý thầy. Mình xin phép được đọc bài kinh Ratana Sutta. Panithanato upatha yatatha gata sadasabaramiyo dasa upabaramiyo dasa paramatha baramiyo bhañca maha paricca geti so jariya bachima phagwe gaffa wakkan ting cha ting avinikamanang bathana chariyang bodhi banlan ke mara vichayang sabbanyu tanyana pativethang navallo ko taratamme tisape bime bodhagune agwachi tong vesaliyati subak bakarantade sutiya marating paritang karanto ajasma Ananda thero viyakarud na chitang upatha betwa koti sata sahase Chuchakawale sude kvata yasanam batigyan hanti yengja vesahi yambure Roga manosaduk fikka samputan tivithang fayanghe pamantaratha pesibaritantang phanamahe Yanitha putani sam Magatni pummani vajani vantali khesa peva puta sumana pavantu atho Visakka chasunantu fasitang tasmahi puta nisametta sabbe Metang karothamanu siyapacha yadigvacharato chaharanti yepaling Tasmahi nerakhata apmata yankinchi vitang itavahurang Vasakke suvayang ratanang panisano samang ati tathagate Nairam vibhute ratanang panitang hete na satye na suvate hotu khayang viragang Amatang panitang jadachaga sakyamuni samahito nate na thamme Na samati kinchi dambi thamme ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu yam bodhasayatho parivana yisu ching Samadhi manantari kanyamahu samadhi nate na samo na vichati dambi thamme Ratanang banitang ete na satye na suvati hotu ye pukkala athasatang basatha
cha ta di e ta ni yu ga ni hon ti te ta khi ne ya su ga ta sa sa qua ca e te su din na ni ma ha pa la na i dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su qua ti ho tu ye su pa yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no ô tam sa sa nam hi te pa ti ba ta ma tang vi gai ha la tha mu tha ni pu ting pun cha ma na idam bi sang khe ra ta nang pa ni tang he te na sa che na su wa ti ho tu ya thing da khi lu ma ta wing si to si ya cha to phi wa te phi asam ba kam bi yo ta thu ba mang sa pu hi sang wa mi yo ari cha ni a we cha ba sa thi dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ye ari ya sa cha ni vi pha wa yan ti dam phi da ban ye na su de si ta ni kin cha bi te hon pu sa pa ma ta na te pa wang a tha ma ma ri yan ti dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang ए ते न साच्ये न सुवाति होत सह वासदा सन संबरा यतया सुधम्मा चहिता भगवान्ति साका यदिति विचिकित्तं चशीला पतं वापि यदाति किञ्चि चतुःपाये च विपमुतो चचापि थाना क्वियपापोकातुं निदम्बि संखे रतनं पनीतं ए ते न साच्ये न सुवाति होतु किञ्चापि शोकं मं करोति बापकं कायेन वाचा युदचेतसा वापोसोता सपते चदा या पापतादि सपदा सवोता इदम्बि संखे रतनं पनीतं ए ते न साच्ये न सुवाति होतु अनापगम्बे यथा पोषिता के Imha namase bathamasmin gimhe tathubamang thammawarang Adesa yinipanagaming paramang hita jedam vipuathe ratanang panitang Ete nasache nasuvati hotu vado varanyu varado varaharo Anuttaro thammawarang adesa yidam vipuathe ratanang panitang ए ते न साच्ये न सुवाति हो दुखीनं पुराणं न वं नाति संपवं विरतचित्ता यति के पवास्मिं ते खीनपि च विरुन्हिचन्दा निपान्ति धीरा यथा यं वरिभो इदं विसंखे रतनं पनीतं ए ते न साच्ये Nasuvati hotu yani taphuta ni samagata ni pumma ni vaja ni vantalike Tathagatang degu manu sabuchitang bhutang namasama suvati hotu yani taphuta ni samagata ni pumma ni vaja ni vantalike Tathagatang degu manu sabuchitang dhammang namasama suvati hotu yani Ni magata ni pumma ni vaja ni vantalike Tathagatang deva manu sapuchitang sanghang namasama suvati hotu. Dạ, con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Dạ, kính cung thỉnh cho Nguyên Thông tiếp tục với phần Việt ngữ ạ. Dạ, kính cung thỉnh cho Nguyên Thông ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Giáo Pháp và đảnh lễ Chư Tăng. Con xin đọc bài kinh Ratana Sutta phẩm tiếng Việt. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành Vesali, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là 10 Ba La Mật, 10 Thượng Ba La Mật, 10 Thắng Ba La Mật, 5 Pháp Đại Thí Xã, 3 Hạnh Nguyện Độ Sanh, trong kiếp chót giáng trần xuất gia, tầm giải thoát khổ hạnh nhiệm đạo màu, chiến thắng quân đạt nhất thiết chủng trí, chứng chính pháp siêu thàm. Chư thiên khắp các cõi 10 muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội kim châu báu quy lực tiêu trừ mọi tai ương đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quấy nhiễu trong thành Vesali thảy đều được tan biến. Chúng đệ tử nhất tâm trì tụng kinh châu báu. Các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên.
Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu báu cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền ví dụ ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi là những bậc ứng cúng đệ tử đấng thiện thể, được trí giả tán thán, cúng dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời giải đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dẫu bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn chứng tri lý thánh đế, được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận, các ngài dục phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh trí, đoạn trừ ba kiết sử thân kiến và hoài nghi luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo sáu bất thiện trong nghiệp. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn dù vô tâm phạm lỗi bằng thân, lời hay ý cũng không hề che giấu, được xứng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ái chấp, trong sanh hữu đời sau, bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đức Phật. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta bằng tiếng Việt. Con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ dạy thêm cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thủ ký trưng này, đệ tử Tri và sư Nguyên Thông. Thưa quý Phật tử, có một điều mà chúng ta nên để ý, được ghi lại ở trong kinh văn của kinh Ratana Sutta, đó là một cái trường hợp mà mang lại nhiều cái lợi lạc cho cuộc sống. Đó là sự đồng tâm của chư thiên và nhân loại. Người Kỳ Tô giáo đó, họ có cái chữ gọi là hiệp thông. Nhưng mà ở trong kinh ghi rất nhiều trường hợp. Cuộc sống của chúng ta là cuộc sống của hai thế giới. Một thế giới hữu hình và thế giới vô hình.
thế giới vô hình là thế giới của con người, và thế giới vô hình là thế giới của chư thiên, của những loài phi nhân. Khi mà chư thiên và nhân loại tìm được một mẫu số chung, thì thưa quý vị, đó là thời kỳ mà chúng ta gọi là hưng vượng, là thịnh đạt. Và theo trong kinh đó, thì sự hưng thịnh đó nó chỉ đến khi nào mà chánh pháp được rạng rỡ, chánh pháp được hưng thịnh giữa xã hội loài người. Chư thiên thì chỉ tùy hỷ thôi, nhưng mà khi chánh pháp được hưng thịnh thì ở loài người có nhiều người làm thiện pháp. Thí dụ như là con hiếu thảo với cha mẹ, hay là những người sống tạo được nhiều phước lành, hoặc giả là vị vua lấy chánh pháp trị nước, thì lúc đó là lúc chư thiên rất là hoan hỷ. Và khi chư thiên hoan hỷ cùng với sự hoan hỷ của loài người thì tạo ra rất là nhiều hiện tượng, như là mưa thuận gió hòa, như là cuộc sống được an lạc, không có bệnh dịch, hoặc giả là mùa màng được tươi tốt. Câu chuyện này là một câu chuyện cổ điển được ghi ở trong kinh Bổn Sanh, và ghi trong rất là nhiều những bản kinh mà chúng ta được biết khi mà Đức Phật ngài dạy về các cái hiện tượng như là chư thiên vân vân. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên để tìm một sự đồng cảm giữa chư thiên và nhân loại nó không phải là chuyện dễ, bởi vì chư thiên có cái cảnh giới riêng, có cái phúc lạc riêng, và giữa chư thiên và nhân loại đó không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy một mẫu số như vậy. Có một lần chúng tôi đến thăm một vị dân biểu, đó là một vị viên chức dân cử của người Việt Nam ở Texas, vì này làm việc trong quốc hội của tiểu bang Texas. Và đúng nói chuyện thì chúng tôi mới hỏi về cái chuyện mà người ta làm luật á, có nhiều cái dự luật được đưa ra, khi dự luật đưa ra được thông qua làm đạo luật, và khi một người mà gọi là biên soạn thảo những cái dự luật thì cái cơ hội mà thành công á là mình có biết được bao nhiêu phần trăm không? Thì vị này nói rằng hồi mà mới được bầu trở thành một dân biểu thì hầu như là mình nghĩ rằng quan trọng là những sáng kiến, và quan trọng là những sáng kiến mình nghĩ ra được cái mới. Nhưng mà khi làm việc ở trong chính trường lâu ngày rồi thì thấy rằng bất cứ một cái đề án nào, một cái dự luật nào mà nó thành công đó, là nó phải tìm thấy được một cái sự quan tâm của cả hai tầng lớp đại khối dân chúng và cái tầng lớp của những cái công ty, của những người giàu có, những thành phần thượng lưu trong xã hội. Và đi tìm cái mẫu số chung nó rất là quan trọng. Thì chúng tôi nghe vị này nói thì mình chỉ nghe cho biết thôi, nhưng mà mình cố nghĩ rằng chuyện đó nó cần phải để tâm nhiều. Nhưng mà sau này đọc những cái bản sớ giải đó thì chúng ta thấy một điều rằng chư thiên và nhân loại nếu mà tìm thấy được một cái sự gọi là đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng, hoặc giả là tìm thấy một cái mẫu số chung thì đó là thời kỳ cực thịnh giữa thế gian này. Và quả thật chúng ta nhìn lại ở trong lịch sử của nhân loại, những thời nào gọi là hoàng kim của văn hóa thì thời đó nó đều có một cái thể hiện rõ ràng là cuộc sống tinh thần của con người đạo đức rất cao, cái nền đạo học được trân trọng và chánh pháp được hiển lộ
chánh pháp được tôn quý thì khiến cho chư thiên hoan hỷ và xã hội loài người được thịnh trị. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử về ý nghĩa của bài kinh Châu Báu trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Và thì giờ còn lại thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một ít thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Thưa quý vị, hôm nay có một cái tin mà nó hơi bất thường về hiện tượng thời tiết ấy. Đó là từ Detroit cho đến vùng, những vùng ở phía đông bắc của Hoa Kỳ như là Maine, Connecticut v.v. cuối tuần này thì lại có tuyết. Nếu vị nào đã sống ở Mỹ mà nghe nói tuyết tháng 5 thì đó là một hiện tượng hơi bất thường. Và năm nay quý vị theo các nhà khí tượng về thủy văn thì một cái hiện tượng chi phối cả hai cái vùng biển là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thì nó đang trở lại một cái dạng thức mà người ta gọi là El Niño. El Niño là một hiện tượng thời khí mà cái nhiệt độ ở biển nó cao hơn bình thường. Và tất cả những cái cơ quan thủy văn khí tượng của Hoa Kỳ đó thì đều có một cái dự báo là năm nay cái con số mà của những trận bão lớn mà đi vào đất liền là 20 trận bão, cao hơn bình thường. Bình thường trung bình khoảng 14, 15, nhưng năm nay tới 20. Tin này quả thật là một tin xấu cho những người sống ở những nơi mà bị ảnh hưởng bão. Nhưng mà đặc biệt rất là xấu. Một đất nước như Hoa Kỳ đang bị đại dịch Corona hoành hành. Lý do rất đơn giản là một khi mà những cơn bão lớn ở tại Mỹ này họ gọi là có từ cấp 3, từ cấp 1 đến cấp 5 đổ bộ vào đất liền thì những miền duyên hải hay là những nơi mà bị bão đi vào thường là họ ra lệnh di tản để giảm bớt cái sự tổn thất về nhân mạng. Và thông thường người ta có hai cách. Một là di tản ra khỏi vùng bão. Hai là tìm đến những cái trại tạm cư. Trại tạm cư ở đây thường là trường học, nhất là trường tiểu học và trường trung học sẽ cất rất là kiên cố để có nơi mà trú ẩn lúc bão đổ bộ vào bờ. Và nếu mà họ có điều kiện thì họ sẽ rời thành phố đó bằng máy bay hoặc giả là rời tới đó bằng xe hơi. Máy bay thì thật ra sẽ trở nên rất là khó khăn ở trong thời đại dịch bởi vì sự lây lan. Nó có nhiều trường hợp mà máy bay không còn tiện trong lúc này. Di chuyển bằng xe đó, thì tương đối là cách tốt nhất. Mà tập trung vào những trại tạm cư đó, nó lại là vấn đề. Hiện nay kể cả FEMA, kể cả những cơ quan CDC của Hoa Kỳ, chưa ai biết phải xử lý như thế nào một khi mà thiên tai xảy ra mà với cả bao ngàn người đi vào trong các trại tạm cư. Cái gì gọi là giãn cách xã hội, cái gì gọi là khoảng cách an toàn, cái gì mà để giữ cái bầu không khí không bị lây nhiễm, đó là một điều bất khả, nghĩa là không ai có thể làm được. Thưa quý vị, tất cả chúng ta nên có một chút chuẩn bị. Dĩ nhiên là chúng tôi không muốn là ngày nào cũng đề cập đến những điều mà nghe rất là buồn, rất là tiêu cực. Nhưng mà ở đây nó không phải là điều để chúng ta lo lắng. Tuy nhiên, nếu chúng ta ở những nơi như là Texas, Louisiana, Alabama, Florida hay là những nơi dọc theo miền duyên hải mà thường xảy ra bão, kể cả Georgia hay là North Carolina, South Carolina chẳng hạn, thì tất cả chúng ta nên có một chút chuẩn bị.
chạy bão là một chuyện bình thường. Khi đưa vào những trung tâm tập trung để tránh bão là chuyện bình thường. Nhưng mà một số những cái trang bị cần thiết như là khẩu trang, thuốc sát khuẩn hay là những dụng cụ bảo hộ hay là những cái thức ăn, thức uống mà tương đối là cần thiết ở trong cái cơn khẩn cấp thì chúng ta nên dự trữ. Nhưng mà đặc biệt là cái phương thức để bảo hộ an toàn rất quan trọng, rất cần thiết để chúng ta chuẩn bị. Chúng ta nên nhớ một điều rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện nay không còn cái nguồn lực đủ để giải quyết những chuyện đó. Có nhiều người họ nói rằng tốt hơn hết là ai ở nhà đó. Và chúng ta biết khi bão đến thì thật ra có những ngôi nhà không chịu được bão chỉ chết thôi. Mà tập trung thì nó là vấn đề lây nhiễm. Thật ra cũng là một điều mà rất là cần để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Ông bà chúng ta nói là nhân vô viễn lự, tất hữu cần ưu. Người không lo xa thì ắt có buồn gần. Không phải là một câu nói lúc nào chúng ta cũng tự đem ra để răn đe chính mình. Nhưng phải nói rằng rất cần thiết. Rất cần thiết để mỗi chúng ta có một số chuẩn bị cho bản thân mình, cho những người thân ở trong mùa đại dịch. Bởi vì thưa quý vị, chúng tôi thấy một cái trường hợp mà thường gặp ở tại Hoa Kỳ, nhất là ở tiểu bang Texas, Florida. Trong những khi mà thiên tai xảy ra đó, thì người ta thường đi vào những trại tập trung và những chiếc giường tạm thời được được dựng lên để cho ta nghĩ nó nằm san sát với nhau. Và chẳng những san sát với nhau mà cái điều kiện vệ sinh đó thì nó cũng không được tốt, và cái khoảng cách giữa người này người kia thật sự nó không có được an toàn. Nên chúng ta nên có một cái phòng bị. Một ở trong những cách phòng bị tốt nhất là một cái đặc tính của bão là nó càng đi vào đất liền thì nó càng yếu đi. Và vì vậy, thí dụ chúng ta biết rằng có những con đường thoát hiểm chạy tránh bão, và trong trường hợp mà có bão và có khả năng đi vào thì nên đi sớm, đừng để chậm trễ kẹt lâu và càng đi sâu vào trong đất liền. Có thể ở trên xe hay là tạm trú nơi nào đó vẫn tốt hơn là chúng ta đến các trại tạm cư. Thường là những người di tản vào giờ chót đó, thì không đi xa được mà phải ở lại và chịu ở các trại tạm cư thì đó là một điều không có thuận lợi. Ông bà chúng ta thường có câu là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nhiều khi không hẳn là bao giờ cũng phước bất trùng lai, hay không hẳn lúc nào cũng họa vô đơn chí, nhưng mà rõ ràng là năm nay chúng ta không phải chỉ có họa vô đơn chí, mà chúng ta có đủ thứ vấn đề hết, từ bệnh dịch cho đến kinh tế, rồi chính trị, rồi gia đình, rồi tâm lý của mỗi người, rồi cộng đến, nếu mà thiên tai xảy ra nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng đôi khi nó vượt quá cái mức chịu đựng của mỗi người. Tất cả chúng ta nên có một cái phòng bị tốt, và chúng ta nên chuẩn bị kỹ. Và bằng cách này hay cách khác, làm thế nào mà giữ tâm của chúng ta được bình tĩnh, được ổn định, làm những gì rất là cần. Một khi mà chúng ta đã có những sự chuẩn bị cần thiết rồi, thì thưa quý vị, khi hoàn cảnh xảy ra, có thể là chúng ta không giải quyết được tất cả mọi vấn đề, nhưng mà ít nhất là chúng ta có thái độ trầm tĩnh hơn, hơn là một thái độ hoảng loạn, và lúc đó mình không biết đi đâu về đâu. Ít nhất là chúng ta nên có cái định hướng, nên có chủ tâm là trong những trường hợp như vậy thì chúng ta nên đi thế nào, nên đi về hướng nào và nên làm gì. Cho thế nào, dù thế nào đi nữa thì đây là một giai đoạn tương đối rất là khó khăn về nhiều mặt. Dân chúng cũng khó khăn, mà kể cả chính quyền cũng khó khăn. Ít bao giờ đất nước Hoa Kỳ mà trải qua một cái ách nạn mà hầu như chính phủ bất lực, nhìn thấy sự việc nó càng ngày nó càng ảnh hưởng sâu rộng về bệnh dịch, về kinh tế, mà chúng ta gần như là thúc thủ. Và bây giờ đến khi thiên tai xảy ra thì chúng tôi phải nói rằng nếu năm nay mà có nhiều trận bão lớn đổ bộ vào bờ thì cái khả năng của FEMA ứng phó rất là hạn chế, và các trung tâm tạm cư sẽ có rất nhiều cái trở ngại ở trong việc
đón tiếp và chăm sóc của những nạn nhân thiên tai. Và chúng ta nên nhớ một điều rằng trong những năm trước thì khi một nơi bị bão lụt thì những nơi khác cũng tiếp trợ bằng cách này hay cách khác, ít nhất là thăm viếng. Mà chúng tôi không nghĩ năm nay khi mà thiên tai xảy ra đó, là có ai có khả năng tiếp cứu với ai ở trong hoàn cảnh hiện nay. Dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục cái phương châm là hãy hy vọng điều tốt nhất, chuẩn bị những cho cái trạng huống tồi tệ nhất và làm bất cứ cái điều gì chúng ta sẽ làm được. Đó là cái phương châm buông thở để chúng ta ứng phó với những cái cảnh mà ngoài ý muốn ở trong cuộc sống này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma một lần nữa. Xin thay mặt cho Chư Tôn Đức cùng chúng quý Phật tử một mùa khánh đản được an lạc các trường, và xin cho hình ảnh và lời dạy của Đức Phật luôn luôn soi sáng và mang lại cho chúng ta nhiều nghị lực để phấn đấu ở trong một cái giai đoạn mà rất là nhiều điều bất bền vô định của cuộc sống này. Xin đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Nam Mô Bổn Thầy. Nam mô Phật Vương Tam Thế Phật Bảo, Nam mô Phật Vương Tam Thế Pháp Bảo, Nam mô Phật Vương Tam Thế Tăng Bảo, Pháp Vi Diệu Nghìn Thân An Ngộ, Phương Thở Khó Cầu, Ngày Tàn Tháng Lùng Qua Mau, Đâm Sai Trần Cảnh Vùi Đầu Tử Sinh. Đây là giờ chuyển kinh vô thượng, đây là giờ đọc cùng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm. Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nam mô Ta Sa Pha Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát. Nam mô Ta Sa Pha Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát. Nam mô Ta Sa Pha Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát. Cúi đầu đảnh lễ đấng Tự Tôn, bằng chân viên kỳ đắc cung dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm như lời quần sanh vua thân sa ra nan ga cha mi thâm an sa ra nan ga mi san căn sa ra nan ga cha mi đô ti yam bi vua thân sa ra nan ga cha mi đô ti yam bi thâm an sa ra nan ga cha mi đô ti yam bi san căn sa ra nan ga cha mi ta ti yam bi vua thân sa ra nan ga cha mi ta ti yam bi thâm an sa ra nan ga cha mi ta ti yam bi san căn sa ra nan ga cha mi đệ tử quy y Phật nga đấng thiên nhân điều ngự bi trí vẹn toàn. Đệ tử quy y Pháp đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắng lạc. Đệ tử quy y Tăng Bậc Hoằng Kỳ Chánh Pháp Vô Thượng Phước Điền. Lần thứ hai đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Lần thứ ba đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, như tâm đảnh lễ đức những bi minh hành tung thiền thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân tức Phật Đà Thế Tôn. Nhân tâm đảnh lễ chánh pháp do phần thiện thiên thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian
nên để chứng nghiệm hiểu ăn hương thường chi giả thân chứng. Nhưng tâm đảnh lễ chư tăng thân đệ tử thế tôn bằng thiện hạnh, hạnh như hạnh chánh hạnh gồm bốn đôi tam vị các ngài xứng đáng tôn trọng cung nghinh cung dường chấm tay kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nay đại lễ tháng tư tam hợp, ngày đản sanh thành đạo niết bàn, nhớ ơn lâu thiền thệ cha lành, nói gương sáng thượng hành vi tri, lại phần tổ toàn tri diệu giác, lại pháp màu chân thật quang minh, lại tăng già vô lượng hồng ân, bàn khuôn lạc cam lộ tịnh thủy, chúng con vốn nhiên lành chưa đủ, sanh sao thờ Phật chủ thế gian, anh còn đây anh đào huy hoàng, theo pháp phần vượt qua bể khổ, nhớ quyền xưa quyền thành thập qua đâu dưng đà giác trần gian. Ca tỳ la nhạc đối cung vàng, trung ân đồ mây ngờ năm sanh, vì chúng sanh nương tâm gia vật, bở nguyện dày bồ tát giang sanh, đứng ma gia ứng kiều mong lành, voi báo chân sao ngà coi vĩ, rằng nuôi ngọc xanh màu diễm lệ, tỏ thiên hương ngào ngạt tận không, phiên kim cương bao phủ mây hồng, các tường mong các tường phúc mệnh, lùm bi ni tinh ba hiển hiện, 32 biểu tướng trượng phu, cùng 80 quy canh đằng thù, 7 bước đi mang lời khai thị, ôi hàng hũ đó qua vàng kỹ, đủ dùng như cô canh phi phàm, mà trải bao đời quyết cu trần gian, bằng đại giác từ ân xuất hiện, thương chúng sinh mê tình hụt lặng, mãi ngược xuôi ai đừng khổ cầu, mãi nên cầm hương hãy bể dầu, biết đâu thật biết đâu nguyện mộng, hầm chính tuổi đời đầy qua mộng, bỏ ngay hoàng đế nghiệp thế nhi, sao năm tu khổ hành an nghỉ, rừng thanh văn chọn tay điện ngọc, rồi chung đạo dốc lòng tâm lực, coi bồ đề viên mất tam minh, hàng phục ma đoàn tầng thứ tinh, nhân tiết tri viên thành đại nguyện, rừng lọc giả pháp luôn vận chuyển, đồ năm thầy thích tử đầu tiên, 45 năm hoàng hóa cấp miền cổ ức triều hữu tình thoát khổ, đào vô binh từ nay rạng tỏ, tuổi 80 mãn thọ trọn viên, rừng xa thì tịch niết bàn, thương tư chung ban đời di gia, đời giả tạm hữu vi mộng ảo, tình tân tu liễu đạo chân thường, ba cõi vi về thế giới nghe hương, vô nổ sai mùa cung Phật, ngọc xa lợi di lưu ân đức, pháp bảo đăng nhận việc sáng soi, gương lành xưa muôn thở rạng ngời, hồng ân lớn trời người nhìn gọi, thế tôn cha lành ba cõi, đủ từ bi phổ qua chúng con, dưng si mê lạc lối lầm đường, thôi vì kỹ mở lòng tự ái, chúng con nguyện vượt qua khổ hải, tam tu học y giáo phụng hành, thanh tịnh tâm bỏ ác làm lành, sống cùng sự báo thân tam bảo, nguyện phước bao đã làm mà hồi hướng
cấp chư thiên bần thiên thần hộ pháp nhiều ai đức thần lưng ngự cấp cả cận hoàng hư không giới thiên giới xin các ngài tỳ hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì Phật pháp mãi tôi sang nhân ca quân đồ hưởng thái bình muôn người tâm và thầy tổ quyến thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu thiếu thiểu bệnh dứt khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhất tâm cầu giác ngộ.